Chào mọi người, hôm nay mình sẽ bàn luận về cái bộ timer trong con STM32F103 này. Thì bình thường ấy, mọi người mở RM lên sẽ thấy được là nó có ba cái kiểu là kiểu advan này cho timer 1 và timer 8 này. Kiểu zero này cho timer 1 đến timer 5 nha, đến nha. Còn đây là timer 1 và timer 8. Còn basic timer là gồm timer 6 và timer 7, thì cái zero nó sẽ có từ timer 9 đến timer 14 nữa. Thì tại sao lại chia thành thành ba kiểu timer như thế này, đúng không? Thì ấy thằng advan này ấy, nó sẽ có nhiều cái feature hơn, tức là nhiều cái chức năng hơn so với lại thằng thằng zero này. Ví dụ mọi người có thể là nhìn thấy được là chức năng đây, function decryption này nó sẽ nhiều hơn so với lại thằng thằng zero này. Tiếp theo đến thằng basic này, basic thì nó lại ít hơn nữa. Về cơ bản những cái này nó sẽ có chung thôi, hầu như những nó cũng na ná nhau, nó hơn nhau được một vài feature, nhưng mà những cái feature chung của nó thì nó giống nhau hết. Ví dụ như là timer unit này, như timer unit này, counter mode này, counter mode này, counter mode này, đúng không? Những cái nó giống nhau hết rồi. Đây, camera mode này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái thằng zero timer đi. Mình sẽ bàn luận về cái timer timer 2 này, và cả, những cái zero timer timer 2 đến timer 5 này, hoặc là timer 9 đến timer 14 này. Thì feature đầu tiên đấy, thì mình sẽ đề cập đến cái thằng timer base unit này. Thì những cái feature sau ấy, chắc chắn rồi sẽ có những cái video sau mình sẽ chia sẻ tiếp những cái chức năng đấy. Còn video này mình sẽ chia sẻ về cái chức năng timer cơ bản của nó, đếm, bộ đếm của nó. Đây. Thì làm nào để mình nhìn và mình hiểu được cái timer và mình có thể làm được, đúng không? Thì ở đây timer unit nó gồm có ba cái thanh ghi này, đúng không? Và chức năng của thanh ghi này ý nghĩa là gì? Mình copy vào đây. Như mọi người biết đấy, timer là một cái bộ đếm, đúng không? Nó sẽ đếm đếm lên hoặc là đếm xuống tùy mình config. Như mình thấy thì ở đây nó sẽ có một cái thanh ghi ở đây, thanh ghi một bit trong thanh ghi này. Đây, nó là để là setup là mình counter của mình là đếm lên hay đếm xuống. Đây, up counter là không này, nếu chọn không là up là đếm lên này, còn không tức là nó sẽ đếm là đếm xuống, đúng không? Mình đang giả sử là nó đếm lên đi, nó đếm bắt đầu sẽ là từ không này đến một cái giá trị gì đấy, một giá trị giả sử là một cái giá trị là 1.000 đi, mình đang ví dụ thôi. Cái thanh ghi này, thanh ghi counter của nó này sẽ đếm từ đây đến đây 10.000 đi, mình đang ví dụ thôi. Mình giả sử là clock vào của bộ timer đấy là 1 M đi, 1 M đi. Thì ấy, mình sẽ có công thức là T bằng 1 trên F, 1 chia cho F, và sẽ bằng là tần số ở đây, đúng không? Là bằng 1 chia 1 M, đúng không? Mình đang giả sử là tần số vào của cái bộ timer này là 1 M. Đấy, đấy. Thì ở đây cái giá trị này nó sẽ là ứng với lại bằng 1 tích. Một tích. Ok, tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là khi thằng counter này đếm mình ấy, đếm lên ví dụ từ 0 lên 1 thì sẽ hết 1 tích, đúng không? 1 đến 2 1 tích, đúng không? Vậy từ nó đếm từ 0 đến 1 10.000 này sẽ hết là 10.000, đúng không? 10.000 tích, đúng không? Vậy nó cần 10.000 tích thì hết hết khoảng thời gian là bao nhiêu? Thì nó sẽ là 10.000 tích cần phải nhân với lại cái số này, đúng không? Bởi vì 1 tích thì hết khoảng thời gian thì là như thế này. Vậy 10.000 tích thì hết là bao nhiêu? Thì hết nấy, đúng không? Thời gian, đúng không? Đây, mình dựa vào đây, dựa vào cái này ấy, mình sẽ có thể là làm một cái hàm delay chuẩn thời gian được. Đó. Hoặc là mình có thể là đo được một cái function hoặc là một cái biến hoặc cái gì, bất cứ cái gì đấy. Mình ví dụ nha. Giả sử là counter ban đầu của nó là một cái giá trị gì đấy, không có thể là không hoặc khác không. Khi mình thực hiện cái lệnh a cộng cộng ấy, thì mình sau khi thực hiện xong ấy, mình đọc cái giá trị counter này ra, ví dụ đọc được 1.000, đúng không?
1.000 đấy, thì nó đã sau khi thực hiện câu lệnh A cộng cộng này, nó sẽ là thực hiện hết 1.000 tích rồi. Vậy khoảng thời gian là bằng bao nhiêu? Thì là chính là bằng lấy là 1.000 nhân với lại cái này, là ra được khoảng thời gian nó thực hiện cho thằng A cộng cộng đúng không? A cộng sẽ hết lấy thời gian đấy. Vậy áp dụng như cái bài toán này như thế nào? Là bây giờ trước tiên ấy, mình cần phải xác định là cái tần số vào của thằng bộ timer này bao nhiêu. Thì ấy, mọi người để ý cái thanh ghi PFC này. Đây, mình có thể mở mọi người nhìn xem là bây giờ mình muốn truy tìm là cái tần số vào của bộ timer 2 này. Mình muốn làm bây giờ mình muốn lập trình cái unit timer unit của thằng timer 2 này. Thì bây giờ mình muốn tìm tần số của nó vào. Thì bắt đầu mình tìm cái thanh ghi này. Cái thanh ghi này ấy, nó mục đích là để chia cái clock đúng không? Thì ở đây nó đang nói là bằng tần số này chia cho cái giá trị của thanh ghi này này cộng một này. Đấy. Vậy mình nhìn tổng quát là như thế nào? Mình bắt đầu mình mò vào tổng quát để mình hiểu hơn đúng không? Sơ đồ tổng quát nó đây. Thì ở đây bộ clock của nó sẽ là một cái là bên internal clock này, hoặc là mình chọn internal clock này, hoặc là mình chọn cái thằng clock ngoài của nó này. Clock ngoài ở đây thì mình không đề cập đến, mình đề cập đến ở đây là một cái internal clock của nó đây này, vào này, rồi qua cái bộ PSC chính là cái bộ nãy mình đây PSC này chia đúng không? Đây chia xong ấy thì nó sẽ ra được cái clock cho thằng counter def này. Để mọi người hình dung đúng không? Vậy thằng internal clock này này bằng bao nhiêu? Mình có thể là show lại cho mọi người nhìn thấy. Đây. Ok, mình sẽ tìm cái timer 2 nó thuộc clock nào. Ví dụ như là thằng đây timer 2 đây, mọi người nhìn thấy không? Timer 2 nó thuộc về AP B1 enable, tức là nó thuộc vào cái clock này. Đây mình có thể mở ra cho mọi người nhìn thấy đây cái APB1 này timer này. Thì bình thường ấy khi trong một cái trong startup ấy nó sẽ là khởi tạo một cái clock mặc clock 720 cho mình rồi đúng không? Trong bài booting ấy mình cũng có đề cập đến cái clock này rồi, thì mọi người có thể xem lại bài boot hoặc là bài mình nhớ là bài boot gì đấy mình đã chia sẻ rồi. Tức là trước khi vào main ấy, nó đã khởi tạo một cái clock 720 cho thằng hệ thống của nó rồi. Thì đây ấy, thì thằng AB1 này này nó sẽ khởi tạo cái clock 720 cho nó rồi. Tức là clock đầu vào này này. Clock đầu vào đâu nhỉ? Đây, clock này sẽ là 720. Ok đúng không? Nó sẽ đi như thế này, nó sẽ đi đến đây và nó qua bộ chia. Và bây giờ mình phải nhiệm vụ của mình là chọn bộ chia bằng bao nhiêu để nó chia ra cái clock vào của thằng counter đấy. Đây ở đây thì mình cũng đã lập trình một cái timer dùng delay dùng timer rồi. Thì ở đây mình đang cài đặt cái thanh ghi PSR là 72 72, tức nghĩa là ở đây nó cần là 72 trừ 1. Tại sao 72 trừ 1 đúng không? Nãy mình có sâu cho mọi người nhìn thấy là nó sẽ bằng là 720 này, đây clock internal clock này vào này chia cho cái thanh ghi này này, thanh ghi này phải trừ đi một để cộng một đây nữa, là chia cho là mục đích là để là chia cho 72 đúng không? Ở đây sẽ là trừ một này, thì ở đây cộng thêm một là ở đây còn là 72 này. Ok 72 là thì lấy là 720 chia cho 72 đúng không? Chính là bằng 1 M, tức nghĩa là clock vào của bộ timer sẽ là 1 M. Ok đúng không? Bây giờ mình biết được clock vào của bộ timer 2 là 1 M rồi. Ok đúng không? Bây giờ làm nào để mình làm được cái delay mi giây, mình hiểu được mình làm được một cái delay mi giây. Thì ấy, ý tưởng của mình là khi mình gọi cái function delay này này, delay này này, một mình đang tạo một cái function delay mi giây đi. Ý tưởng là bây giờ mình cho thằng counter bằng không, counter bằng không đúng không? Và ấy, mình while đến khi nào thằng counter nhỏ hơn 1.000 đấy thì mới thoát ra. Khi mà counter nhỏ hơn 1.000 ấy thì chắc chắn là nó sẽ hết bao nhiêu thời khoảng thời gian. Ở đây mình đã nói rồi,
cứ đếm đến thằng counter này, đếm đến 1.000, 1.000 này thì nó sẽ là hết khoảng thời gian là bao nhiêu, sẽ nhân với lại một ứng với một tích của nó đúng không? Ở đây là 1.000 tích đúng không? Một tích thì sẽ ứng với lại là một chia cho tần số đúng không? Tần số ở đây là 1 m rồi. 3 1 2 3. Đấy, nó ở đây nó sẽ bằng 1 mili giây. Bằng 1 mili giây. Đấy, cứ cứ tôi quay hết cái này thì nó sẽ hết 1 mili giây. Đúng không? Vậy cái function delay của mình ấy thì mình ví dụ mình để 1 1.000 ở đây này thì nó sẽ cần quay đến 1.000 đấy đúng không? 1.000 mili giây thì nó sẽ là quay hết đến 1.000 mili giây. Tại thời điểm tại đây là hết 1 mili giây này. Mình cần ví dụ mình delay 1.000 mili giây thì mình cần phải là quay quay của 1.000 này đúng không? Mà nghĩ ô đúng không? Thế nên tại sao lại có 1.000 ở đây? Ok. Đấy. Thì ở đây ý tưởng là vậy, ý tưởng là mình tạo ra một cái timer chuẩn dùng delay. Đấy. Thì các bước làm như thế nào? Thì trước tiên ấy làm cái gì cũng thế mình cần phải là enable clock lên đúng không? Mình phải tìm cái clock của thằng timer 2 là ở chỗ đâu. Thì ở đây mình cũng đây mình tìm rồi. Đây timer 2 mình phải enable cái bit này lên. Enable clock nó lên. Đây, enable clock nó lên. Ok đúng không? Bây giờ ấy ở đây ARR nó sẽ có một cái thanh ghi là gọi là ARR này. Thanh ghi này mục đích để làm gì? Thì ấy đây nhỉ. ARR đây. Tức là thanh bình thường ấy counter đếm đúng không? Đếm đến một cái giá trị nào đó đúng không? Thì nó sẽ zero lại đúng không? Thì thanh ghi này nó sẽ là nhiệm vụ là setup mình là đến đến một cái giá trị gì đấy. Ví dụ là mình setup cái thanh ghi này bằng bằng 10.000 đi thì nó sẽ đếm đến 10.000 và nó sẽ trở về không, đếm lại 10.000 sau trở về không, đếm 10.000 trở về không đúng không? Giả sử mình setup cái thanh ghi này là 100.000 đi thì nó sẽ đếm từ 0 đến 100.000 sau lại về 0 đến 100.000 đúng không? Vậy thanh ghi này ấy, mắc của thanh ghi này như thế nào? Đây là mắc của bộ đếm là bằng bao nhiêu? Thì thanh ghi này là gồm có đây, thanh ghi này gồm có 16 bit, tức nghĩa là bằng bao nhiêu? Mắc của 16 bit là mình chọn là FF hết là mắc đúng không? FF này. 1 2 3 4 này, đúng không? Là giá trị là này. Đây, mình chỉ có thể là nó chỉ counter này nó đếm mắc là từ 0 đến đến cái giá trị 65.000 này thôi. Mình không thể config nó đếm nó cao hơn được bởi vì là thanh ghi này chỉ có 16 bit thôi. Ở đây thì mình đang là để mắc để chứ là nó sẽ đếm đến giá trị là 65.535 thì nó sẽ tự động là reload lại về không và nó đếm lại. Ok đúng không? Tiếp theo là đến cái thanh ghi bộ chia clock này thì cái thanh ghi này ấy, mục đích để là tạo ra clock cho bộ timer đấy, clock cũng vào đúng không, để chia đúng không, tạo ra clock vào cho timer đấy. Thì cái này mình cũng chia sẻ rồi thì tại sao lại bẻ 2-1 thì mình chia sẻ rồi, nó mục đích là để tạo ra cái clock là bằng 1 m, tức là cái clock timer internal clock này nó sẽ là 72 m này. Đây, internal clock 72 m này và nó cần phải qua bộ chia này nữa. Nó ra được cái clock 1 m. Đây, bộ chia chia cho 72 nữa, nó ra được cái clock 1 m. Đây. Chia cho 72 này, mình trừ 1 xong lại cộng 1 đúng không? Là chia là được 1 m này, ok đúng không? Sau đó mình enable cái bit đếm lên. Ở đây thì mình không động gì đến cái cái bit bit này, bit DIR này, tức là nó mặc định bằng không, tức là nó sẽ đếm lên rồi. Mình đang đếm lên ở đây, tức là đếm từ 0 đến cái giá trị mắc là như thế này. Đấy. Thì nó cần phải một cái là enable cái gen một cái sự kiện để reload cái thằng 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 briquette này. Đúng không? Reload cái thằng clock bộ chia clock và counter. Đấy, thì sau khi mà mình làm như thế này ấy thì mình sẽ được những gì đúng không?
mình đây timer 2 đây, mình sẽ là tạo một cái được cái delay chuẩn của nó mi giây. Đây bây giờ mình đang ví dụ là mình init GPIO này, mình thử nháy led với delay là 1000 xem là có đúng là mình làm có đúng không. Mình thử view mình thử làm xem có đúng không. Ok, mình lấy logic analyzer mình sẽ đo cái này. Đấy, mọi người nhìn thấy đúng không? Đây sẽ là sung xuống nó sẽ là 1 giây này, cả một cái sung lên của nó cũng là 1 giây này, mình nhìn thấy đúng không? Đấy, mình ở đây là mình set cái chân C13 lên, xong mình delay 1 giây, xong mình cho chân C13 xuống và mình delay 1 giây. Đấy, thì mọi người nhìn thấy được là sung nó đúng, đúng không? Mình chắc chắn là mình làm đúng, đúng không? Đấy thì phần này thì cái gì mà khó hiểu ấy thì mọi người có thể comment bên dưới, mình nghĩ là nó không có gì khó hiểu ở đây cả. Mọi người chỉ nhớ là cứ một lần thằng thằng counter nó đếm lên 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 một số này thì nó sẽ là gọi là một tích, và một tích sẽ ứng với lại một chia cho cái tần số vào của bộ timer đấy. Đấy thì mình dựa vào đấy mình sẽ là biết được là mình cần phải là bao nhiêu tích để hết 1 giây. Đấy thì mình cần đấy là 10.000 tích đúng không, thì sẽ là hết 1 giây ứng với lại tần số của mình là 1 m. Đấy thì mình có thể làm tự làm được cái ứng dụng của mình đấy, làm một cái delay của mình chuẩn. Đấy mình xin hết thì mọi người ứng dụng đây có thể là làm tạo ra một cái delay nano giây hoặc là giây hoặc tùy đúng không. Thì có vấn đề gì mọi người có thể là comment bên dưới, mình xin hết.